chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ít xích từ 155/2021 dọn cực kỳ khủng, ngoài cái chăm cũ có gì hot. Những cái tác phẩm vượt cái ít xích từ 155/2021 được độ đã liên tục xuất hiện sau một khoảng thời gian chiếc xe này được mở bán chính hãng ở Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về một cái chiếc X-Star 155/2021 độ là siêu khủng, có nói là khủng nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Cái cụm thắng Rainbow ASX15 Costa trên con xe hiện được trang bị cho rất nhiều cái dòng xe và được anh em tìm mua rất nhiều, bởi vì lực bóp của nó rất êm dịu do sở hữu một cái đường kính piston cực kỳ nhỏ. Đi cùng chiếc cụm thắng này là cái chiếc bình dầu Rainbow khối, một phong cách đập bất hủ và đang làm mưa làm gió trong thời gian dài. Tổng giá trị bộ đôi này rất là chắc, rơi một khoảng là hơn 7 củ. Sát bên cụm thắng hàng hiệu chính là cái cụm đề Domino, sở hữu những cái chức năng tương tự như cụm đề Team nhưng lại có kích thước nhỏ gọn rất nhiều. Lợi dụng những ưu điểm gọn gàng của nó, anh chủ tinh tế để trang bị thêm cái cụm da Domino hay da dưới, da màu vàng vô cùng là thẩm mỹ. Không những đẹp mà nó còn có khả năng cút ngắn hành trình với ga để đem đến cái đứt địa bạc tốt hơn. Cái dàn tay lái bên trái có sự hiện diện của cụm công tắc Hinquist. Mẫu cụm tắc này có rất nhiều nút bấm cho chủ xe thao chữa cháo. Những cái nút rất là sặc sỡ, không những cho phép người chủ câu chế nhiều chức năng mà còn kiêm luôn những cái điểm nhấn nổi bật cho cái phần dàn tay lái. So với cái cụm thắng Rainbow ASX15 Costa bên kia thì cụm con kinh hay bên này, mức giá cũng tắt hẳn. Mẫu cụm con này có mức giá lên tới là hơn 10 triệu. Khi bỏ ra khoản tiền tập hợp một cái chiếc cụm con kinh hay thì các bạn sẽ nhận được đó là cái cảm giác bóp con rất nhẹ nhàng tình cảm, dù cái độ đêm 5 hoặc 6 là sao. Bên cạnh đó thì có vẻ ngoài là đồng điệu như những mẫu cụm thắng Rainbow, cũng là một trong những cái điểm quyến rũ của cụm con này. Sự sắc sảo cốc cạnh của dàn chân từ cái mâm Rainbow CC 5 cây của FC510, mẫu mâm này đã được sản xuất rất lâu, hiện đang có mức giá hơn 20 triệu. Cái đĩa trước chính là đĩa của Rainbow Oversight, được quyết định qua một cái lồng đĩa CC, đã được tính toán sao cho đủ cái khoảng trống dành cho cái con heo Rainbow British Bobbit. Sự kết hợp giữa heo đĩa này chắc chắn sẽ mang lại hiệu suất kìm hãm lực phanh rất tốt, nhưng mức giá của nó cũng tương đối là ấn tượng, không kém gì chi phí hoàn chỉnh ở ban đầu, rơi vào khoảng hơn 25 củ. Cái dàn chân sau của con Exeter độ thông đầy đẳng cấp không kém gì cái dàn chân trước, khi cái sự kết hợp giữa hai cái ông lớn của cái hãng sản xuất khoanh thế giới, cụ thể là heo thắng sau chính là heo Rainbow Bliss Tuppy, mang cho mình cái hiệu sức thắng hiệu vô cùng mạnh mẽ. Chính hiệu thắng mạnh mẽ của nó đã kết hợp một cách hoàn hảo với đĩa của Rakotest, một loại đĩa thắng rất là tiếng với cái độ rơ rất linh hoạt. Tiếp đến quá trình vận hành, đĩa thắng rơ sẽ hạn chế được cái tình trạng là bó cứng thắng khi chúng ta đạp thắng quá thấp, đảm bảo an toàn cho người chủ trong những cái cú té ngã nguy hiểm do là bị khóa bánh sau. Cái dàn chân sau được củng cố rất mạnh bởi cái gấp CC XR, chắc chắn đem lại một sự gì đó nhẹ hơn gấp xin rất nhiều và hoàn thiện được bằng nhôm thổi. Hệ thống truyền tải được chăm chút bằng sên ống ánh sắc vàng cùng điện tải CC 705, đồng điệu với cây phục tắt đỏ trên xe. Phục Holim tắt đỏ mình nói hôm nay đó chính dòng phục Holim chính hãng sản xuất dành riêng cho Exeter một trong mình sử dụng, mức giá hơn 15 củ. Do có những thông số về cấp và phục sau không lỗi nên nó hoàn toàn có thể gắn được cho cái chiếc Exeter 155/2021 một cách rất dễ dàng. Bên cạnh hiệu năng giống như im ấy, nó còn mang lại một cái phục Holim này sẽ đẳng cấp rất nhiều lần cùng với hai cái nấm chỉnh ở giữa và vị trí bình dầu trong phục, giúp anh chủ có thể dễ dàng cài đặt theo từng nhu cầu khác nhau của bản thân. Nãy giờ tính sơ sơ những món đồ chơi giá trị trên cái chiếc Exeter 155/2021 độ hôm nay cũng đã ngoài các trăm triệu. Mình thật là quá không phục cái độ chịu chi từ anh chủ. Winner X lên cấp đơn hầm hổ đến từ Baker đất Việt. Cái chiếc Winner X hôm nay chính là một cái mẫu xe đời mới thể thao thay thế cho cái chiếc Winner cũ. Dù mới được ra mắt khoảng gần 2 năm nay, nhưng xe đã nhanh chóng được thu hút người xem bằng những món đồ đẳng cấp, dẫn chứng là cái chiếc Winner X độ kiện như đây. Xe tổng thể thấy con chiến mã được lột xác toàn diện nhưng vẫn giữ cho mình nét đẹp mới mẻ hầm hổ, tạo ra cái sự hiện đại cùng với bộ tem đậm cái chất thể thao. Đi cùng với những món đồ chơi kiện giá trị cao được ghép thành xe một cách thẩm mỹ, đem lại cái sự hầm hổ cũng như hiệu năng thực thụ.
Ở đây chúng thấy người chủ trang bị cho mình ấp não dành cho cái Winner X và vị trí khoảng trống để tận dụng đèn LED chợ sáng là đủ. Nhiều chi tiết được phủ carbon mang giúp nó đẹp sang trọng hơn. Việc gắn hoàn chỉnh cái cụm thắng Faceboy đi cùng bình dầu rời bắt buộc phải quét cho bằng nhựa sao cho khoảng cách phù hợp nhất. Hai chiếc tay lái lắp đầy khoảng trống với càng thắng của GEM Beat Carbon 3D. Càng tay lái nó bật hơn với cái mâm ống ánh sắc vàng thì đến từ XR. Đây là sản phẩm mức giá hơn 15 triệu đồng. Thực tế, nó gắn như sim cho XR10. Còn Winner X chắc chắn là phải thực hiện là một vài thao tác nhỏ thì mới chở hàng cũng được. Hệ thống phanh bánh lái trước được nâng cấp là theo Alin 4X cùng với sự hỗ trợ của các bát nhôm CC cho đường máy. Cái chiếc cấp đơn XR có thiết kế tự như cái mẫu là NSA huyền thoại, từng được anh em chia sẻ rất ưa chuộng. Có thấy nó mang lại sự cứng cáp, giúp chồng xe này mạnh mẽ hơn và luôn tạo một cái gì đó cơ bắp thiên điên về phía trước. Hệ thống cái giỏm sau của đáy tèo đi cùng bình dầu rời, bỏ bụng này được minh cái màu đi chinh là cực kỳ đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tiếp nhận. Tiếp nhấn like, subscribe.